Hello bà con. Thì như bà con đã biết đó, mình nuôi heo là mình phải nhận biết được con heo bệnh và con heo không bệnh. Đó. Rồi mình cho ăn thì mình biết bầy heo mình nó gặp trục trặc vấn đề như thế nào là mình biết. Đó. Thì ở đây em sẽ so sánh giữa cái máng tự động và cái máng ăn truyền thống là cách mình gãy cho nó ăn. Đây, ví dụ một cái máng ăn tự động, đây em chia sẻ với bà con tại sao cái máng ăn tự động mà em lại đem ra ngoài em không sử dụng cho bà con. Đây, cái máng ăn tự động đây nè, mà giờ là thành chỗ để đựng đồ đó. Đây, đây là máng ăn tự động nè. Em rất là nhiều máng như vậy luôn, chứ không phải là một máng, mà mấy máng kia nó hư rồi. Thì thì cái vấn đề như thế này nè bà con, nếu mà mình cho ăn máng tự động mà mình đổ thức ăn vào luân phiên luôn, tức là xuyên suốt luôn đó, cái thì khi con heo nó ăn xuyên suốt liên tục như vậy á, thì bà con biết là cái lượng thức ăn nó sẽ không tiêu thụ hết, đúng chưa? Cái lượng thức ăn không tiêu thụ hết thì cái mật độ E. coli trong đường ruột của con heo nó sẽ tăng lên đó. Đó. Và mình không có quản lý được con heo nào ăn, con heo nào không ăn. Còn cái trường hợp mà mình cho ăn như thế này, mình gãi, ví dụ em lấy một kèo là em gãi cho bà con coi nha, thì mình biết được cái con heo nào nó lại nó ăn, con heo nào nó không ăn, thì mình phải kiểm tra đó. Ví dụ con heo nào không ăn thì mình vô chuồng nó, con nào không ăn hết nè, mình vô chuồng mình kiểm tra nó, tại sao nó có nóng hay không, đó, có sổ mũi hay không, có sốt hay không, thì mình kiểm tra mình biết được. Còn khi mà mình gãi như vậy mà nguyên bảy lại nó ăn thì là tốt, đúng chưa? Đó là cái kinh nghiệm mà sâu sắc để mà mình biết được cái con heo mình bệnh hay không bệnh. Đơn giản nhất, không cần thiết là mình thấy vô chuồng mình coi như thế nào, không cần thiết. Nhưng mà mình nhìn heo như gì là mình biết nó bệnh không bệnh đó. Thì với vấn đề nữa, khi mà mình đổ vậy nhưng mà nó lại chứ nó hửi chứ nó không ăn, thì đó là một vấn đề khác nữa, tức là vấn đề nó đang ủ bệnh. Thì ủ bệnh thì mình phải biết để mà mình tiêm thuốc cho nó là như thế nào, mình tiêm thuốc cho nó nghe bà con. Đó. Thì cái bầy heo này em gãi nè, bà con thấy nè, nó cà nhơ rồi nè. Thì lý do tại sao mà nó nhơ, lý do là nắng, nhất trưa nắng nhất là nắng, và chắc chiều tối này nó lại trời mưa. Như vậy mà con heo mình nó rất là dễ bị bệnh nha bà con, rất là dễ đó. Thì nếu như mà mình chăn nuôi thì mình phải tiêm chủng nó đầy đủ hết đó. Tại vì trong cái thời gian này là cái thời gian rất là nguy hiểm đó. Rồi khi mà nó bị như vậy á thì bà con nên bổ sung cho nó một số cái vitamin, rồi đặc biệt là vitamin C nha bà con, đặc biệt là vitamin C để mà mình tăng cường sức đề kháng cho nó. Trong cái thời tiết mà giao mùa đó, bà con phải tăng cường vitamin C đó. Rồi kèm theo là mình phải phòng ngừa bệnh bằng cái kháng sinh đó. Bằng kháng sinh thì phòng ngừa thì liều phòng nó bằng 1/2 liều trị. Thì ví dụ như con heo này nó là mình xài sử dụng là thuốc là 1cc trên 10kg, thì khi mà mình tiêm, khi mà mình ngừa đó thì mình xài là 20 kg thì 1cc đó, thì quý vị mình tính tới nhé bà con. Đó là cái cách theo dõi heo bệnh hay là heo không bệnh. Rồi con heo mình nó sung hay là nó không sung, tức là nó ăn mạnh hay nó không ăn mạnh thì mình biết nữa đó. Giống như vậy, heo bên đây em sẽ gãi một cái cho bà con coi nha, gãi một cái
Đây là con coi. Cái bầy heo nó rất là sung. Để em nhảy cho. Đây. Đó, bà con thấy không? Rất là sung, không phải như bầy heo kia, heo bự kia. Heo nhỏ này thì thôi. Đó. Cái gì là bà con nuôi như gì đó thì bà con thấy không? Đó. Mà mình điểm danh được hết luôn. Đó. Mày heo rất là khỏe mạnh. Còn mày heo bự hồi nãy đó bà con thấy đó, có sự so sánh rõ ràng chưa? Có sự khác biệt chưa? Heo bự nãy là đơ đơ không đó. Đó. Thì cái việc mà chống nóng, chống sốc á cho con heo á là rất là quan trọng nha bà con. Con gì cũng vậy, vật nuôi cũng vậy, con nào cũng vậy hết. Là quan trọng là cái vấn đề là mình chăm sóc nuôi dưỡng á, quan trọng lắm. Đó, em quay cho bà con thấy cận cảnh đó nha. Đó, thấy khác biệt chưa? Nó ăn rồi nó đi lại đó, nó uống nước. Đó. Dầu nước tự động, nước thì tự động, nước thì 24/24 đều có nước. Nhưng mà thức ăn thì mình phải gãi. À, có cử, có dắt đàng hoàng nha. Đó. Nước sập và nước rất kỹ luôn nè, bà con thấy không? Nước bơm thì giếng lên và nắp là nắp đậy đàng hoàng nha. Đó. Đó, còn bầy heo này thì nó ăn ít, nó nằm đơ. Tức là nó nóng quá, nó ăn hết rồi, nó ăn nhây nhây. Bầy heo này là phải tiêm thuốc rồi, chứ lúc này là 70-80 kg hết rồi, tiêm thuốc cho nó rồi. Thì khi mà mình xuống cái chuồng heo mà heo mình ăn ít đó là bà con phải quan sát nha, quan sát coi cái nhịp thở nó như thế nào, nó có thở dốc không đó. Thở bụng thì ok, còn nó thở ngực, nó thở ở trên cái lồng ngực thì nó khác, còn thở bụng thì nó ok, nó không là vấn đề. Thì ở đây em cũng chia sẻ với bà con như vậy. Rồi con heo mình nó có chảy nước mũi hay không, nó có ho hay không, nó có sưng mắt không. Đó, mình phải kiểm tra từng con như vậy. Thì nãy giờ trong quá trình mà em quay em nói chuyện với bà con thì em cũng đã kiểm tra. Đó, thì cái bầy heo này là nó cũng không có đến nổi nha, nó cũng không có đến nổi là phát bệnh. Đó. Thì tối nay em sẽ xuống em tiêm thuốc cho nó, tiêm thuốc cho nó. Nếu như có thể quay được thì em sẽ quay cho bà con cái cách tiêm thuốc đối với con heo bự như thế nào nha. Rồi, em xin cảm ơn bà con, rất cảm ơn bà con đã xem cái video của em nha. Bà con thấy hay thì nhớ đăng ký để theo dõi em nha bà con. Rồi, em xin chào tạm biệt bà con và các bạn nha. Chúc bà con và các bạn luôn luôn mạnh khỏe và chăn nuôi thành công nha.